theo đề án nâng cao năng lực số cho thanh niên Lào Cai giai đoạn 2022-2030 đến năm 2025, 60% thanh niên trên địa bàn tỉnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, 80% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử. Thành lập và duy trì 20 đội hình thanh niên nòng cốt trong tuyên truyền, tập huấn kiến thức về chuyển đổi số, 100% tổ công nghệ số cộng đồng các cấp lấy lực lượng cán bộ, đoàn viên thanh niên làm nòng cốt. Hàng năm, 100% đoàn cấp huyện tổ chức ít nhất hai hoạt động nâng cao năng lực số và ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại, tập huấn kiến thức về chuyển đổi số, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại cho 100% thành viên tổ công nghệ số cộng đồng và cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên.